Thanh Chương là đất anh hùng, Nam Đàn bông vải cũng cùng hùng anh. Thì tôi nghĩ đây là một cái tư liệu quý, vấn đề còn lại là chúng ta phải xác minh thêm. Xác minh thêm, tất nhiên có thể là xác minh về về sử liệu dân gian thôi. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là rất nhiều khả năng với một cái trí tuệ như hồi nhỏ của Nguyễn Tất Thành như vậy. Bởi vì bác đã có những cái đối đáp khi học với Vương Thúc Quý, khi học với Trần Thân, mà các đồng chí biết là học với thầy Trần Thân mà đến cái mức mà học đến đâu bác hỏi đến đấy, Nguyễn Tất Thành hỏi đến hỏi toàn hỏi những vấn đề mới cuộc sống. Đến khi thầy Trần Thân là cũng gần như ta hiểu là ngại, xong nó lại trả về cho Nguyễn Sinh Sang. Thì con người đã từ bé đã có một cái trí tuệ như vậy, thì tôi nói lại cái tư liệu này để chúng ta đọc thêm và suy nghĩ, thì trong cái nội lực của Thanh Chương.